Huấn luyện viên Park Hang-seo và Hoeneye sẽ xuất hiện trong kịch bản Táo quân 2019. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin về chương trình Táo quân năm nay đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ phía cư dân mạng. Nhiều năm qua, Táo quân luôn là món ăn tinh thần trước thềm bước sang năm mới của nhiều khán giả Việt. Theo đó, từ kịch bản đến diễn viên của chương trình luôn được khán giả, truyền thông trên cả nước đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, lại có khá nhiều tin đồn cho rằng chương trình sẽ bị khai tử trong năm nay. Những nghệ sĩ Công Lý và đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã nhanh chóng lên tiếng đính chính. Được biết, dàn Táo quân năm nay đã có buổi gặp mặt để trao đổi về chương trình vào cuối tháng 10 vừa qua. Điều này khiến nhiều người mong chờ một kịch bản hay, một góc nhìn mới mẻ về xã hội khi Táo quân lên sóng. Ở những năm trước, Táo quân sẽ xoay vào các vấn đề xã hội thì năm nay có thể sẽ là những thành tích đáng nể của những người Việt Nam. Cụ thể, đầu năm 2018, đội tuyển U23 Việt Nam đã gắn kết người dân cả nước bằng tình yêu bóng đá và trận cầu trên tuyết lịch sử ở Thường Châu. Cuối năm, đội tuyển quốc gia mang về chiếc cúp vô địch AFF sau 10 năm gây chấn động nền bóng đá. Chính vì thế, ông Park Hang-seo rất có thể sẽ xuất hiện trong kịch bản Táo quân năm nay vì có công rất lớn đưa nền bóng đá Việt Nam vươn ra thế giới. Bên cạnh đó, những chiến thắng của Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế cũng có thể được ekip Táo quân đưa vào kịch bản. Cụ thể, những cái tên đó là Hương Giang giành vương miện ở cuộc thi Miss International Queen, Phương Khánh giành vương miện ở cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2018, Minh Tú lọt top 10 Hoa hậu siêu quốc gia và Hoeneye vào top 5 Miss Universe 2018. Không chỉ vậy, các trào lưu như Rickit, bóc giá đồ hiệu, trào lưu chụp ảnh quan trọng là thần thái, chạy ngay đi cũng được nhiều khán giả dự đoán có mặt trong kịch bản Táo quân năm nay. Đồng thời, khán giả cũng rất mong muốn Táo quân năm nay sẽ có một format mới hơn, lồng ghép được các vấn đề giải trí vào các câu chuyện xã hội nhân văn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.